Ôi. Chào các bạn, trở lại với kênh Vườn Dừa Mã Lai Thanh Tú. Cái website là dừamalai.com. Đây là dừa Mã Lai nha, gần được 16 tháng rồi. Đây nè, cái này cái vườn cỏ nhiều quá mình phải cắt. Đó, có một mình anh mình nè, cắt 60 cọng luôn. Đó. Thật thích. Cắt xong rồi không biết có con ấy nó đậu không nữa. Nhìn trên giường, hôm nay trên giường nữa tầm người không thấy nó. Đây là cắt cỏ cho vườn dừa nha. Đây rồi, bây giờ tắt qua cái cầu. Đây, cái dừa này là dừa Mã Lai bầu, gần 16 tháng tuổi rồi nha. Cái này chắc 15 tháng à, trên kia nó 16 tháng đây, 15 tháng tuổi. Cao chắc cũng mấy mấy rồi. Tốt. Cây rừng cây này là gốc trà bá, con cái là bị con ấy ăn, trứng dương ăn, giờ nó mới ra lại. Cắt đẹp không?
cát luôn, quá trời cỏ.
chưa gây được rồi. Giờ đi vòng vòng qua cái khu hỏi nữ hoàng ấy. Bye các bạn nha.